Jobs News, nền tảng tuyển dụng và tìm việc uy tín tại Việt Nam, đã được bình chọn, tôn vinh tại lễ trao giải thương hiệu xuất sắc châu Á 2024. Jobs News đã và đang tận dụng tối đa sức mạnh công nghệ 4.0 nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự, từ đó nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường việc làm trên toàn quốc. Điểm nổi bật của chúng tôi là sử dụng công nghệ AI để tự động hóa quá trình sàng lọc ứng viên nhằm giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian. Jobs News hướng đến mục tiêu tạo nên môi trường tuyển dụng tối ưu, nơi mà các ứng viên tìm được nguồn việc làm chất lượng, đa dạng ngành nghề từ các doanh nghiệp uy tín. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng sẽ được tiếp cận với nhiều ứng viên tiềm năng thông qua nền tảng trực quan bằng cách đăng tải thông tin tuyển dụng đơn giản, nhanh chóng. Trong tương lai, Jobs News sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ và mở rộng hợp tác với nhiều doanh nghiệp là người bạn đồng hành đáng tin cậy, tạo sự kết nối giữa người lao động và nhà tuyển dụng.